Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. 10 người trong số các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates bất ngờ ngã bệnh. Đức và Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn bình thường hóa quan hệ để đối phó với làn sóng tị nạn đến từ Syria. Hơn 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Báo New York Times đăng bài của một giới chức cấp cao chỉ trích Tổng thống Trump. Hạ viện sắp biểu quyết về việc giảm thuế. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin chi tiết trong phần tin thế giới cho biết có 10 người trong số các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates đã bất ngờ ngã bệnh. Một giới chức Bộ Y tế tiểu bang New York cho biết có ít nhất 10 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi có những triệu chứng của bệnh cảm cúm vào thứ Tư ngày 5 tháng 9, vào thời điểm mà phi cơ đang thực hiện cuộc không trình kéo dài 14 tiếng đồng hồ từ Dubai tới Hoa Kỳ. Kết quả xét nghiệm hệ thống hô hấp của những người ngã bệnh hiện vẫn chưa thể xác nhận được nguồn gốc của căn bệnh này. Tuy nhiên, dựa vào các triệu chứng như ho, sốt và ói mửa, giới chức trách đoán đây là bệnh cúm influenza. Trong vài ngày vừa qua, một số hành khách trên chuyến bay đã từng hành hương tới thánh địa Mecca của Saudi Arabia nhân mùa lễ Hajj, nơi bị dịch cúm hoành hành. Và cũng có thể virus gây bệnh đã được truyền nhiễm qua không khí hoặc là những lần va chạm giữa các hành khách trên phi cơ. Tất cả những người ngã bệnh đều đang trong tình trạng ổn định. Chiếc phi cơ 2 tầng Airbus 380 của Emirates Airlines chở theo 521 hành khách đã hạ cánh xuống vị trường quốc tế John F. Kennedy ở tiểu bang New York trong sự bao quanh của những chiếc xe cứu thương. Thưa quý vị, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn bình thường hóa quan hệ để đối phó với làn sóng tị nạn đến từ Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas vào ngày thứ Tư 5 tháng 9 đã tới hội kiến cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng nhiệm Mevlüt Cavusoglu tại thủ đô Ankara trong khuôn khổ của chuyến công du mới nhất tới quốc gia Trung Đông nêu trên. Mục đích của chuyến viếng thăm lần này là nhằm cải thiện mối quan hệ rạn nứt giữa hai nước sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị Đức chỉ trích vi phạm nhân quyền vì tiến hành cuộc đàn áp chống lại những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen sau màn đảo tranh bất thành vào tháng 7 năm 2016. Cùng được đề cập tới trong cuộc họp còn có cuộc nội chiến tại Syria, trong bối cảnh quân chính phủ Damascus đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tổng hành quân vào tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu nói rằng các cuộc oanh kích tại tỉnh Idlib cần phải dừng lại và chính quyền Ankara sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn cản chiến cuộc leo thang. Có hơn 20 người bị thiệt mạng trong vụ đánh bom ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Một vụ đánh bom tự sát nhắm mục tiêu vào câu lạc bộ đồ vật của các tín đồ thuộc dòng Hồi giáo Shia đã vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người và đồng thời khiến cho 70 người khác bị thương tại thủ đô Kabul của Afghanistan vào thứ Tư ngày 5 tháng 9. Cũng vào thời điểm đó, một vụ nổ khác đã xảy ra nhắm mục tiêu vào lực lượng cứu nạn địa phương và các ký giả. Tính cho đến nay, vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Dasht-e-Bochi, nơi tập trung hầu hết cộng đồng Hồi giáo Shia sinh sống, bao gồm nhóm thiểu số Hazara. Vào tháng trước, thì hàng chục sinh viên đã qua đời trong một vụ đánh bom đẫm máu khi đang chuẩn bị tham gia vào cuộc thi đại học tại thủ đô Kabul. Giới chức trách nói rằng vụ nổ thứ hai được tiến hành khi các nhân viên công lực đang giúp giải cứu nạn nhân của vụ đánh bom đầu tiên. Và lúc bấy giờ cũng có nhiều ký giả tới tường trình về sự việc. Thưa quý vị, các học sinh tại tỉnh Eastern Ghouta của Syria đã được cấp sách đến trường. Các trẻ em sinh sống tại tỉnh Eastern Ghouta của Syria đã vừa được quay trở lại lớp học sau khi lực lượng quân chính phủ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad giành lại toàn quyền kiểm soát khu vực này vào đầu năm nay. Giới chức trách cho biết số lượng học sinh được cấp sách tới trường trong niên học này hiện đang gia tăng vào mỗi ngày. Tại làng Kafar Batna thuộc vùng Eastern Ghouta, trung bình có từ 50 đến 60 học sinh mới ghi danh vào học ở một ngôi trường dành cho phái nam. Bộ Giáo dục Syria nói rằng họ đã tổ chức các khóa huấn luyện giáo viên tạm thời để giúp giải tỏa nỗi lo âu thiếu hụt nhân viên. Hiện có 14.000
ngôi trường tại Syria đã sẵn sàng mở cửa chào đón học sinh trở lại. Chính phủ ước tính có hơn 4 triệu học sinh đã tới trường trong ngày khai giảng 2 tháng 9 vừa qua. Có hai người Nga đã bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal tại Anh Quốc. Văn phòng Công tố viên Quốc gia vào thứ Năm ngày 5 tháng 9 đã chính thức truy tố hai công dân mang quốc tịch Nga sau khi những người này bị cáo buộc âm mưu sát hại hai cha con được cựu điệp viên Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh Novichok tại thành phố Salisbury của Vương quốc Anh. Đây chính là lần đầu tiên danh tính của hai nghi phạm được công bố kể từ khi xảy ra vụ tấn công vốn đã khiến cho mối quan hệ rạn nứt giữa Nga và các quốc gia Tây phương. Các đương sự được xác nhận có tên là Alexander Petrov và Ruslan Posirov. Họ đã đi từ Moscow sang Anh vào ngày 2 tháng 3 và rời khỏi đây khoảng 2 ngày sau đó. Cũng trong ngày 4 tháng 3, cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal được phát giác nằm bất tỉnh trên băng ghế bên trong khu thương xá ở Salisbury. Đây chính là lần đầu tiên một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được ghi nhận xảy ra ngay trên lãnh thổ Âu Châu kể từ thời đệ nhị thế chiến. Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, hơn 30 người mất tích và 120 người bị thương sau trận động đất trên đảo Hokkaido của Nhật Bản. Một trận động đất kinh hoàng với cường độ 6.7 độ Richter đã gây nên tình trạng sạt lở đất, vốn đã san bằng nhiều nhà cửa trên hòn đảo Hokkaido thuộc mạn Bắc Nhật Bản vào ngày thứ Năm 6 tháng 9, khiến cho hàng triệu người phải sống trong cảnh cúp điện và nhiều người mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Những hình ảnh do đài truyền hình quốc gia cung cấp cho thấy cảnh tượng hoang tàn tại thị trấn Astuma. Ít nhất 32 người đã bị mất tích và 120 người khác đã bị thương tại Hokkaido. Trận động đất đồng thời buộc công ty điện lực Hokkaido Electric Power phải đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện vận hành bằng nhiên liệu hóa thạch. Nhiều mảnh vụn của mái nhà đã nằm chất đống tại phi trường New Chitose trên đảo Hokkaido, khiến mọi hoạt động tại nơi này bị ngừng trệ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hiện đang có kế hoạch phái 25.000 binh sĩ tới giải cứu các nạn nhân. Động đất xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng và không mang theo nguy cơ sóng thần. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu, sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.